Chị, anh Công chưa về đúng không chị? Sao thế? Có việc gì à? Em tặng chị. Chị cầm đi. Chị mở ra xem đi. Yên tâm đi, em không phải gu chị Hà đâu. Em án bằng mắt thường, không biết là chị có mặt vừa không. Em mua lúc nào đấy mà chị không biết? Trời ơi, em phải mua lén đó chị, mắc mệt với chị Hà luôn, nên thôi mua riêng cho nhanh. Nhìn thấy hai đứa tranh luận cả ngày chỉ vì chuyện của chị ngại lắm ấy. Ngại gì, tranh luận với chị Hà chỉ để giải trí thôi, em bắt đầu coi đó là trò vui rồi. Mấy lời chị Hà nói hôm nay chị đừng suy nghĩ nhiều nha. Chị cũng quen rồi mà. Với lại chị cũng tự tin là mình hiểu anh Công hơn ai hết. Đúng, quan trọng hơn là chị sẽ là người hiểu mình nhất. Em tin là mỗi một người phụ nữ đều có nét hấp dẫn riêng đối với người đàn ông của mình. Chỉ cần là mình tự tin, mình hiểu và yêu bản thân mình, thì cái thứ tẻ nhạt mà chị Hà hay nói, đó chỉ là mắt nhìn của người ngoài thôi. Nhưng chị thấy Hà nó nói đúng đấy chứ. Chị tẻ nhạt thật ý. Không, em không thấy như vậy. Đối với em, chị mới là người hấp dẫn nhất ý. Bề ngoài của chị á thì dịu dàng hiền lành, nhưng mà còn bên trong á thì không một ai đoán được. Đó, dám mắng cả thanh niên xăm chỗ vì làm chồng mình ngã. Đã như vậy, cầm gạch chọi vô đầu mấy cái thằng lôi chơi. Trời ơi, như vậy mà gọi là tẻ nhạt hả? Cố tình làm chị vui, đúng không? Cũng hơi cố tình thiệt. Thôi, em đi ngủ đây. Chị nhớ thử nha. Chị Phương ơi, những lời em nói là thật lòng của em đó. Em vừa mới xuống nhà làm gì đấy? Em đi uống nước. Sao không uống nước ở đây? Em thèm nước đá. Thế chị đi đâu giờ này không ngủ? Gửi đi này. Gì? Thấy chưa? Đây là hộp kem dưỡng da chị sẽ tặng chị Phương. Tặng chị Phương á? Ừ. Sợi. Thơm nhở? Thơm. Với lọ kem xịn này nhá, chỉ cần dùng nửa tháng thôi, da mặt của chị Phương chắc chắn là sẽ đẹp, căng, mịn, trắng, giống như chị. Lúc đó đảm bảo là anh Công ấy sẽ rất là thích. Hay ta. Thấy hay không? Hay hay. Thấy biết bao nhiêu tiền không? Không. Thế mà chị hy sinh nhá, để chị tặng chị Phương nhá. Chứ không phải như em đâu. Như em là sao? Có một cái váy cũng chị mua. Ủa? Em nghe thấy tiếng cổng, anh Công về rồi đúng không chị Phương? Chúc chị Phương may mắn và có một đêm thật là ngọt ngào nhá. Bọn em chờ tin chị đó. Chị ơi, quyết chiến quyết thắng nhá. Nhớ bôi kem của em đấy, thơm tho mướt mát kỳ diệu vô cùng. Chị cảm ơn hai đứa nhá.